Khoảng 13 giờ ngày 23 tháng 10, tại đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bờ ta luy cao khoảng 5 mét, dài khoảng 20 mét bất ngờ đổ xuống, đè lên một xe ô tô loại 7 chỗ ngồi và một xe máy đậu phía dưới. Thời điểm xảy ra sạt lở, may mắn không có người lưu thông qua lại nên không có thiệt hại về người. Được biết, bờ ta luy được xây từ lâu, thuộc công trình nhà ở riêng lẻ đang bắt đầu thi công phần móng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban Nhân dân phường 10, thành phố Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường để tổ chức khoanh vùng, rào chắn đảm bảo an toàn, đồng thời huy động máy móc giảm tải đất phía trên mái ta luy tránh gây sạt lở,